Bạn rất thích những mẫu nhà chữ L, hoặc do diện tích đất không cho phép nên buộc bạn phải thiết kế nhà chữ L. Tuy nhiên, về mặt phong thủy thì nhà chữ L được xem là bị khiếm khuyết. Vậy kiểu nhà chữ L có thực sự tốt và có cách nào hóa giải phong thủy cho mẫu nhà này không? Tất cả những thắc mắc đó sẽ được giải thích kỹ càng trong video này. Các bạn nhớ xem hết video nha. Đặc điểm của nhà chữ L. Về mặt phong thủy thì những ngôi nhà được xây có hình vuông hay là hình chữ nhật sẽ mang ý nghĩa sự đầy đủ, thịnh vượng. Tuy nhiên, block nội thất đẹp nói ở trên có thể do sở thích hoặc là do diện tích đất mà nhiều gia chủ chọn xây mẫu nhà chữ L. Và chưa xét về mặt phong thủy thì chúng ta cũng phải công nhận rằng những mẫu nhà chữ L mang lại những tiện ích như là: đầu tiên, mẫu nhà chữ L giúp tận dụng tối đa diện tích để mang lại sự thoải mái nhất có thể khi sử dụng. Bên cạnh đó thì với thiết kế mẫu nhà chữ L, bạn có thể tận dụng phần góc hiếu làm sân chơi cho bé, góc sân vườn đẹp hoặc là khu vực để xe đều rất tiện. Cuối cùng, việc phân chia các phòng trong mẫu nhà chữ L trở nên dễ dàng hơn, vừa riêng tư nhưng vẫn thống nhất trong tổng thể. Những mẫu thiết kế nhà chữ L đẹp và tiện lợi là thế, nhưng xét về mặt phong thủy thì vẫn mang một số điểm xấu cho nên cần phải hóa giải. Đồng thời, theo khoa học thì những mẫu nhà chữ L thường hẹp, gấp khúc cho nên có tình trạng ẩm thấp và thiếu ánh sáng. Những lỗi phong thủy của mẫu nhà chữ L. 1. Là về khiếm khuyết của mẫu nhà chữ L. Xét theo bản đồ bát quái trong phong thủy bát trạch thì mỗi một thiết kế nhà được chia thành 8 phương vị và mỗi phương mang một ý nghĩa. Cụ thể, ở phía Bắc là quan lộc, Đông Bắc là học vấn, Đông là gia đạo, Đông Nam là tài lộc, Nam là địa vị, Tây Nam là tình duyên, Tây là tử tức, Tây Bắc là quý nhân. Bởi vậy, nếu xây nhà chữ L mà khuyết góc nào sẽ kém may mắn về phương diện đó. Và sau đây là điều xấu và cách hóa giải phong thủy về góc khuyết cho mẫu nhà chữ L. Với mẫu nhà chữ L khuyết góc Bắc sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp và cách hóa giải là nên đặt một hồ cá cảnh để được thuận lợi hơn. Mẫu nhà chữ L khuyết góc Đông Bắc thì đường học hành gặp nhiều trắc trở và cách hóa giải là treo đồ sứ trang trí có hình một đồn cửu trâu. Mẫu nhà chữ L khuyết góc Đông sẽ ảnh hưởng đến hòa khí gia đình nên cách hóa giải là trồng hoa hoặc là treo hình trang trí đôi uyên ương có viết chữ chấn. Mẫu nhà chữ L khuyết góc Đông Nam sẽ không tốt cho đường làm ăn, kinh doanh gặp nhiều thất bại nên cách hóa giải là trồng cây hoặc treo hình con rồng. Còn mẫu nhà chữ L khuyết góc Nam thường ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của gia chủ cho nên cách hóa giải là đặt một tượng ngựa đá ở phía trước góc khuyết. Mẫu nhà chữ L khuyết góc Tây Nam sẽ làm đường tình duyên lận đận, đặc biệt là con gái trong nhà cho nên cách hóa giải là đặt đồ gốm hoặc là ấm trà màu tím. Mẫu nhà chữ L khuyết góc Tây thì gặp không may ở đường con cái cho nên cách hóa giải là đặt tượng một con gà đồng. Còn mẫu nhà chữ L khuyết góc Tây Bắc thì gặp nhiều xui xẻo nên đặt tượng chó đá hoặc là chó đồng để hóa giải nha. Những vị trí phạm phong thủy của mẫu nhà chữ L. Về mặt phong thủy thì những mẫu nhà chữ L có một gian ngắn và một gian dài nên có hình dáng giống như lưỡi hái và vị trí đại hung nằm ở phần lưỡi dao. Bởi vậy mà bố trí phòng nào ở vị trí này đều gặp điểm xấu. Nếu bố trí phòng trẻ em ở khu vực này thì theo phong thủy, nếu bạn bố trí phòng ngủ của bé ở vị trí lưỡi dao của mẫu nhà chữ L thì chúng sẽ cảm thấy như bị cô lập nên lắm chiêu trò, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ. Nếu đặt phòng hai vợ chồng ở vị trí này của nhà chữ L thì dẫn đến bất hòa, cãi nhau gây mất hòa khí. Còn nếu bố trí phòng cho người lớn tuổi thì ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Và cách khắc phục phong thủy cho phòng ở vị trí này là bạn nên để một chậu cây hoặc một bức tượng hoặc làm một bồn phun nước như một cách làm vuông cho mẫu nhà hình chữ L. Hoặc bạn có thể đặt một chiếc gương và mình dùng hình ảnh phản chiếu để tạo cảm giác vuông vức cho ngôi nhà. Mẫu nhà chữ L hình chiếc búa, bạn có thể hiểu nôm na mẫu nhà chữ L này có một bên xây thấp và một bên xây cao tầng, trông giống như một chiếc búa hoặc là một chiếc ủng. Và theo mặt phong thủy thì mẫu nhà chữ L kiểu này càng không tốt hơn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể hóa giải phong thủy cho mẫu nhà chữ L ở dạng chiếc búa này bằng cách không được bố trí giường ngủ, bàn làm việc hay là bếp lò ở khu vực lưỡi búa, nên đặt phòng ngủ ở phần được xây cao tầng nha. Và cách hóa giải phong thủy cho mẫu nhà chữ L. Ngoài những loại phong thủy và cách hóa giải phong thủy cho mẫu nhà chữ L ở trên thì bạn cũng lưu ý một số điều sau. Lưu ý về thiết kế mẫu nhà chữ L thì như block nội thất đẹp có nói ở trên, các mẫu nhà chữ L thường hẹp và gấp khúc cho nên dễ bị ẩm thấp, thiếu ánh sáng. Bởi vậy với các phòng trong nhà từ phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ thì bạn phải lưu ý bố trí cửa sổ, cửa thông gió để đảm bảo không gian luôn sáng và thoáng nha. Đồng thời, bạn cũng nên lưu ý bố trí hệ thống cửa chính và cửa sổ cho các thiết kế mẫu nhà chữ L
sao cho hợp lý để lấy sáng, lấy gió tối đa. Còn trường hợp nhà phố không thể làm cửa sổ thì cần phải có giếng trời để lấy sáng từ trên xuống. Đặc biệt với những ngôi nhà chữ L của hướng Bắc thì nên trổ cửa sổ hướng Nam để đón ánh sáng và lưu thông không khí trong nhà tốt hơn. Còn lưu ý về bố trí nội thất trong mỗi nhà chữ L. Với những mẫu nhà chữ L thì ta nên chia không gian nhà thành hai khối vuông vức để các dòng năng lượng dễ dàng di chuyển hơn. Tuy nhiên lưu ý không nên xây tường mà thay vào đó là dùng những kệ hoặc là bàn thấp tầm khoảng 1 mét để không gian trở nên thoáng đãng, sáng sủa và không khí dễ lưu thông hơn nha. Bên cạnh đó thì bạn cũng nên bố trí những chậu cây xanh trong nhà để điều hòa không khí cho cả nhà. Vậy là trên đây blog nội thất đẹp đã chia sẻ với bạn những điểm xấu về mặt phong thủy và cách hóa giải cho các mẫu nhà chữ L rồi. Vậy là giờ bạn cứ yên tâm xây nhà chữ L và nhớ áp dụng những mẹo phong thủy trên để luôn gặp nhiều may mắn và thịnh vượng nhé. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nhé. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share ủng hộ blog nội thất đẹp nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan. Chỉ cần nhấn chọn video ở phía tay trái hoặc là tay phải. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.